trời mưa, rét buốt. Ông Đoàn Văn Thuần vội sửa sang lại những tấm bạt để che tạm hàng hóa của mình. Ở Trúc Ly, Võ Ninh, xuống bán trầm hương tại Đồng Hới mấy ngày nay, nhưng thời tiết không thuận lợi khiến công việc của ông gặp khó khăn. Năm muộn xuống đây bán trầm hương hết, cả năm làm đến khi Tết chích trời xuống đây bán để kiếm đối đông nữa. Giờ gặp cái hoàn cảnh trời mưa nữa, vất vả. Trong sao mà bán cho được hàng để sớm về ăn Tết cho vui vẻ đó. Từ Bình Định xa xôi, anh Nguyễn Kim Trọng cùng mấy người bạn của mình lần đầu tiên ra Quảng Bình bán hoa Tết. Hơn 100 cây mai được chăm bẵm cả năm trời, được bày bán ở dọc đường Quang Trung. Thế nhưng thời tiết giá rét khiến anh Trọng không khỏi lo lắng. Mình ở Bình Định, ở đây bán hoa cho người dân xài, trời mưa ướt, ác, thời tiết quá lạnh. Mong bà con ủng hộ, mua mây bán đất, ngày 29 mình vừa mình ăn Tết cho thuận lợi. Cần Tết, khi mọi người đã gạt lại mọi lo toan để về nhà, thì những người trồng hoa, bán hoa Tết xa xứ như anh Trọng, chỉ mong hoa của mình có người mua để ngày 29 Tết kịp về với gia đình. Bếp lửa hay là quạt sưởi là những vật dụng mà những người bán hoa sử dụng để sưởi ấm, chống chọi lại với thời tiết mưa rét trong lúc mưu sinh. Và chắc hẳn điều mà họ mong muốn nhất ngay lúc này là hàng hóa của mình có thể được mua mau, bán đắt để kịp về đón Tết với gia đình.